Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ra ngồi trên cái tòa nhà chung cư 24 tầng, cái gió nó hù hù nè, gió biển á, nó thổi vô á. Hôm nay là buổi sáng từ 11 giờ rưỡi mà gió cái hơi lạnh á, nó vẫn lên mát luôn á, tại vì đi sát biển mà. Hôm nay á, là gia đình mình sẽ đi tàu ra biển ngắm cảnh giữa biển á. Mình đặt cái tàu để mà mình đi tham quan ở ngoài biển luôn. Biển biết có gì rồi đó mà đi tham quan, nhưng mà mình lên tàu thì tàu chở chạy ra giữa biển mà xem cái nước biển nó trong như thế nào thôi. Sáng ăn gói mì gói là no rồi. No tới chưa rồi. Mì gói kim chi kim bắp. Ăn mới tranh thủ đi ra biển chứ. Rồi gia đình mình tới ngay chỗ mà đi cái thuyền ra biển rồi nè. Giờ mình đi vô bên trong để mình chuẩn bị mình lên thuyền. Lên tàu chứ không phải lên thuyền nữa. Bây giờ mình đi vào cái trong nè. Bên trong này tiếng Hàn không mà mình không biết viết cái gì nha. Ồ, nguyên cái thành phố kìa, đẹp chứ sao không. Wow, nhà cơ kìa. Cao tầng không kìa. Cao thiệt chứ. Nhà cao tầng không à. Bây giờ mình ngồi đây đợi đúng giờ mình đi ra ngoài. Ok, bây giờ gia đình mình sẽ đi ra ngoài tàu nha. Bây giờ là 1 giờ trưa. Tại vì cái vé của mình đặt cái tàu này là 1 giờ trưa. Nãy giờ mình ngồi mình đợi khoảng gần tiếng đồng hồ. Tại mình đi ra đây sớm. Ở đây là bến tàu nha. Wow, ở đây tàu thiệt quá trời. Khu này khu du lịch cho nên á, người ta đi ra ngoài này ta tham quan quá trời luôn. Cá quá trời dưới kìa. Kim muốn đi hả? Mình đi lên tàu nha. Ủa mình đi chung với hai người này. Ngồi đây hả? Dạ. Muốn vô trong ngồi cho mát không? Nắng lắm á. Nắng thì em vô trong ngồi. Giờ xuống tàu rồi mà nóng lắm nha, nóng nắng lắm, mình ra biển mà, cho nên mình phải bịt khẩu trang lại, mang cái bao tay vô để nó nắng nóng. Thì mình có đeo thêm cái này nữa nè để phòng hờ á. Nắng lắm, giờ đây ngồi cho nó mát đi. Rồi tàu chuẩn bị ra khơi nha. Gia đình Emmy thì không có thích đi tàu ra biển. Nhưng mà cái này là tại em rể đã mua cái vé rồi, không có nói trước cho mình biết, cho nên mình bắt buộc mình phải đi thôi. Tại vì Emmy đã đi một lần đi tàu mà ra ở biển Hawaii đó, sóng đánh mệt lắm, cho nên Emmy không có thích ngồi tàu đi biển như thế này. Nhưng mà thôi, lỡ tới đây rồi thì mình cũng tham quan một chuyến cho anh biết luôn. Hiện tại thì mình đang ngồi đây thì tàu sẽ chở mình xanh quanh cái khu vực bờ biển này nè, để mình ngắm toàn cảnh thành phố của biển Busan đó. Thì ở đây những cái tòa nhà cao tầng họ xây rất là nhiều luôn, xanh quanh bờ biển đó, toàn là những nhà cao tầng, những người ta xây chung cư đó. Thì ở thành phố Busan này, khi mà Emmy đến đây lần đầu tiên, Emmy thấy là những ngôi nhà cao tầng là nhiều nhất, là những cái chung cư là rất là nhiều luôn mà cao nữa. Hiện tại thì tàu nó đậu giữa biển vậy nè, nó cho mình tham quan xanh quanh bờ biển thôi.
cho mình tham quan nguyên một cái cây cầu dài, thật dài ở bãi biển Busan này nè. Nó nối liền từ cái bờ bên đây qua cái bờ bên kia luôn đó. Bằng tối mình đi á, nó rất là đẹp luôn nha. Mở đèn ban đêm lên á, thì mình sẽ thấy rõ và nó sẽ thấy đẹp hơn so với bằng ngày. Cho nên mình không có thấy hết cái vẻ đẹp của cái cây cầu và cái biển của Busan này nha, của chú anh chị và các bạn. Tới trong rồi. Trời quá mừng quá, đi vô tới bờ rồi. Ai cũng chóng mặt hết kìa. Không có thích đi biển. Không có thích đi tàu. Chị đi tàu một lần ở Hawaii rồi, chị sợ tới giờ. Ối không á. Tàu hồi qua vậy. Nó lắc thôi chứ nó không có bị mệt. À. Ngồi trong nó đúng rồi, ngồi trong thì nó mệt. Đang sáng không có mì tao muốn ọc cho. Lên đất liền. Mình đang đi tham quan ngôi chợ ở Hàn Quốc. Cái này là ngay trung tâm ở ngoài chợ Busan. Chợ này giống như chợ Bến Thành vậy đó. Nó bự mà nó rộng rinh nè. Quá trời bán, quá trời đồ luôn. Dưới dãy này là đồ khô. Đây bán đồ ăn. Đồ ăn kiểu Hàn Quốc. Xuống đây mình kiếm cái hàng mà trái cây người ta gói sẵn người ta để làm quà. Hả? Đây bán là ăn nguyên dọc luôn. Đây ngồi bán.
Một dọc đây bán đồ ăn không nè. Bán chính giữa đường hai bên hông này người ta đi. Wow. Cái ngôi chợ này thì ngay cái trung tâm thành phố của Busan, rất là giống như là những cái chợ bến thành của Việt Nam mình á, nhưng mà ở đây thì nó bự hơn nên nó lớn rất là nhiều, gấp mấy lần ở chợ bến thành mình. Thì mình đi xung quanh tất cả các ngõ ngách này á, mình đi mà mình không có để ý là mình không có biết cái hướng nào mình đi về đâu. Cái người người ta sống ở đây quen thì người ta sẽ biết cái hướng nào đi hơn. Từ bờ biển mình chạy vô đây cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đi trong chợ thấy toàn là người lớn tuổi không à, không có người trẻ tuổi mấy. Ở thành phố Busan này thì thường đa số là những người lớn tuổi nhiều, vì người trẻ họ lên những cái thành phố lớn họ làm việc và họ sống ở nơi đó. Cho nên là ở Busan này Amy đi, Amy thấy là những người lớn tuổi ta ở cái thành phố này nhiều hơn, người trẻ thì không thấy nhiều cho lắm. Đá bào với đậu đỏ với mochi. Đá bào với đậu đỏ, mứt, cái trái cây rồi này kia đó, giống như kiểu Việt Nam mình mà ăn siro mà có trái cây trong đó đó. Nhưng mà cái này là món giống như là truyền thống của người Hàn Quốc đó, người ta bán là đá bào cùng đậu đỏ, người ta rưới thêm cái sữa bò ở bên trên. Rồi bỏ thêm cái mứt trái cây vào, hoặc là mình có cái cục mà mochi đó thì mình bỏ thêm vào nữa nha. Thì cái món này gọi là cái món truyền thống đậu đỏ đá bào của người Hàn Quốc thường hay ăn. Jimu. Jimu. Chu ge ma. Chu. À, chu ge ma. Chu. Chu bek. Nhiều quá. Một tô bự qua chà bá luôn. Bán bánh hai bên đường. Bán đồ ăn hai bên đường buổi tối nè. Muối gì ạ? Mua đem về. Tiếp về là sao? Hôm nay thì mình đi tham quan biển Busan nè, rồi tham quan chợ ở thành phố Busan nè, sau đó thì mình sẽ ghé vào một cái tiệm bò nướng để mình ăn tối cùng với gia đình của em rể mì nha. Thì gia đình của em rể mì hiện sống tại Hàn Quốc, cho nên khi mà mình ghé tới đây mình tham quan thành phố Busan, thăm gia đình của em rể mình luôn, ăn cái món bò của Hàn Quốc này.